Ca lâm sàng thứ 5, bệnh nhân nữ 83 tuổi, lý do vào viện là đau bụng, tiền sử tăng huyết áp nên là 160/90. Bệnh nhân được khám tại phòng khám có khối cứng ở thượng vị, siêu âm có hình ảnh theo dõi u gan, bệnh nhân được chỉ định chụp CT ổ bụng, có tiêm thuốc cản quang để xác định chẩn đoán. Vào 12 giờ 15 phút, bệnh nhân được đưa vào phòng chụp CT, sau khi chụp thì đầu không tiêm thuốc, bệnh nhân được tiêm thuốc cản quang vào 12 giờ 25 phút. Sau khi tiêm, bệnh nhân xuất hiện buồn nôn, nôn ra thức ăn kèm theo khó thở, tê môi, khó nói, không nói được thành câu. Bệnh nhân được tiêm ngay adrenaline 1 mg ống tiêm bắp thịt. Sau khi tiêm vài giây, bệnh nhân hết nôn, hết khó thở, nói được. Sau 1 phút, bệnh nhân hết buồn nôn, nói bình thường. Và tại khoa cấp cứu, đo là huyết áp 210/10, nhịp thở 18 lần phút, SpO2 99%, sau 5 phút huyết áp xuống 180/60 và 20 phút sau thì huyết áp xuống 160/80. Ca này thì bệnh nhân nghĩ đến chẩn đoán phản vệ nặng sau khi tiếp xúc với nhị nguyên là thuốc cản quang. Dù huyết áp tăng nhưng khi tiêm adrenaline bệnh nhân hết nhanh các triệu chứng. Tuyến tỉnh có một cái bệnh nhân bị phản vệ, giai đoạn đầu thì huyết áp nó tăng lên tự nhiên rất dữ dội. Thế có điện cho thầy Bình, bảo có được dùng adrenaline không thì thầy bảo cứ dùng. Thế và sau đó dùng thì bệnh nhân huyết áp của bệnh nhân lên 200. Nhưng mà sau đó là dùng adrenaline lại về bình thường, nó trái ngược vậy. Thì cái điều này là ngẫu nhiên hay là nó có cơ sở khoa học? Thưa thầy, ông muốn hỏi thế. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ. Bởi vì là câu hỏi này tôi cũng bị hỏi nhiều lần rồi. Tức là hình như là đất nước của chúng ta có một bệnh nhân nhưng mà mọi người cứ đưa nó thành quy luật ấy. Tức là một bệnh nhân mà tự nhiên vào lại vì tăng huyết áp và có dấu hiệu của phản vệ và mọi người nghĩ rằng thấy tăng huyết áp mà dùng adrenaline thì rất là nguy hiểm. Do đó có đặt ra vấn đề hay không? Về nguyên tắc là gì ạ? Trong cái phác đồ phản vệ thì chúng ta biết là nếu mà tăng huyết áp thì nó có đúng vào cái mức độ phản vệ nặng không ạ? Chúng ta xem có đúng không ạ? Ví dụ như triệu chứng da với triệu chứng tăng huyết áp thì không có phù hợp đúng không ạ? Vì không có cái thuật ngữ nào nói rằng là bệnh nhân phản vệ thì lại tăng huyết áp. Và cái tiêu chí đấy là tiêu chí không quan trọng. Với tiêu chí quan trọng hơn chúng ta phải quan sát trên bệnh nhân đó. Có thể tiêu chí quan trọng đó đe dọa chính là hô hấp. Bệnh nhân đó có thể là hô hấp. Ví dụ như bệnh nhân đó biểu hiện là tình trạng khó thở, co thắt. Thì đấy là một trong cái tiêu chí nặng. Chứ không phải tiêu chí tăng huyết áp. Chúng ta lại đang bị quá là tập trung vào vấn đề huyết áp. Nếu như là tiêu chí đó là gì? Bệnh nhân khó thở, đang co thắt, thì cái tăng huyết áp để tăng huyết áp phản ứng có thể đấy là biểu hiện chỉ có đơn thuần ở trên hô hấp của bệnh nhân. Thì như vậy thì nếu chúng ta đủ tiêu chuẩn ở mức độ 2 và độ 3 thì như vậy là chỉ định adrenaline là có thể chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta phải rất thận trọng trong trường hợp đó, bởi vì cái lý do chúng ta biết là đôi khi chúng tôi có thể rất nhiều cách khác. Ví dụ chúng tôi có thể làm giảm cái co thắt đó đi bằng cách là dùng cái thuốc chống co thắt chẳng hạn. Đấy thì nó có thể là giải quyết được vấn đề về cái tụt huyết áp, giảm huyết áp được hay tức là điều hòa được huyết áp hay không, thì trong trường hợp đó chúng ta không rõ. Không có cái bệnh nhân cụ thể để chúng ta nói, mà đa phần là chúng ta chỉ tập trung vào quá nhiều về cái huyết áp và dùng adrenaline thì tôi nghĩ đấy là không phù hợp. Cái cách tiếp cận đấy là không phù hợp. Và không ai nói rằng là nếu bệnh nhân đang tăng huyết áp đến 200 mà chúng ta cho adrenaline mà chúng ta gọi dám cho cả. Bởi vì hiện nay thì thường là các bạn thấy là đôi khi chúng ta dùng gọi là nhiều khi chúng ta lại quá mức. Ví dụ như adrenaline là một cái thuốc dùng quá mức. Ví dụ có rất nhiều trường hợp bệnh nhân ngừng tim chúng ta dùng rất nhiều adrenaline chạy thành dòng và chúng ta nghĩ rằng thế là tốt. Không đúng. Cái gì nó phải đúng phác đồ. Ví dụ đúng phác đồ là trong vòng 30 phút cấp cứu thì anh chỉ được tiêm 6 ống adrenaline thôi. Đến chục ống là cùng đấy. Có những người tiêm hàng trăm ống thì nghĩ rằng 100 ống thế là hay. Không phải. Và adrenaline trong trường hợp sốc phản vệ cũng tương tự như vậy. Tức là chúng ta đôi khi chúng ta cho quá mức cái khả năng đó vì chúng ta quá sợ. Chúng ta còn sợ hơn cả bệnh nhân. Tăng huyết áp của chúng ta lúc đó là 280 thì tôi nghĩ là phải tiêm cho chúng ta trước. Không đến mức độ như thế đó. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi cũng như câu trả lời của tiến sĩ bác sĩ Sơn. Như vậy là rõ ràng ở đây trên lâm sàng chúng ta phải đánh giá xem đâu là triệu chứng nguy hiểm của bệnh nhân, triệu chứng nào đe dọa tính mạng, chứ thực ra con số huyết áp thì nó không phải là một cái tiêu chí đầu tiên chúng ta đưa ra để đánh giá cho bệnh nhân trong những trường hợp bệnh nhân có phản vệ. Vâng ạ, xin mời câu hỏi của chị. Có lẽ sau câu hỏi này ta sẽ dừng lại để bài báo cáo tiếp theo. Vâng, thưa thầy, em có hai câu hỏi muốn nhờ thầy chia sẻ. Thứ nhất là đối với xử trí phản vệ với thuốc cản quang có nhóm gadolinium ạ, thì không biết là có khác gì với lại cái phác đồ thường không ạ? Và câu hỏi thứ hai là đối với phản vệ với thuốc tê, thuốc mê mà có chỉ định dùng cả nhũ dịch lipid thì không biết là mình có dùng thêm A nữa không ạ? Và cái dùng A nó có khác gì với lại cái phác đồ chung không ạ? Dạ, em xin hết, em xin cảm ơn thầy ạ. Hai câu hỏi của bạn đều là hai câu hỏi khó hết. Tức là chúng ta đã thảo luận rất nhiều về thuốc cản quang rồi. Khi mà chúng ta sử dụng các thuốc cản quang hiện nay thì cái cơ chế phản vệ mà chúng tôi quan sát được thì nó không giống như cái phản vệ thông thường. Tức là nó không có triệu, đôi khi nó không chả có triệu chứng da.
và nó khó thở, tụt huyết áp ngay lập tức. Thì về trong trường hợp đó là chúng ta bắt buộc là phải dùng, theo phác đồ là chúng ta phải dùng alin, không có cách nào khác, đúng không ạ? Như vậy thì thực ra cái phác đồ không có cái tách riêng đối với cái phản vệ, nhưng mà trong cái thông tư là chúng ta tách riêng một mục để là chúng ta bao phủ được cái cho tất cả các đối tượng. Ví dụ trong hội đồng là sẽ có anh X quang thì anh sẽ chuyên về vấn đề đó, nên anh viết hẳn cái mục về liên quan chuyện đó, nên trong thông tư chúng ta có cái phần đó thật. Phần thứ hai liên quan đến cái thuốc tê và thuốc mê thì vẫn là tranh cãi vô cùng nhiều, bởi vì cái vấn đề ở chỗ là cái đấy là ngộ độc quá liều hay là đấy là một cái phản ứng phản vệ, thì hiện nay chúng ta chưa có cái hồi kết. Và rất nhiều trường hợp bệnh nhân của chúng ta thì cứ đổ cho phản vệ, hiện nay là dễ nhất, bởi vì ngộ độc là chứng tỏ liên quan đến thầy thuốc rồi, chỉ định liều thuốc các thứ rồi. Thế đâm ra là về mặt chính thức thì chúng ta vẫn sử dụng đây là hình thức phản vệ, nhưng mà thực tế ra đôi khi đó là một cái trường hợp mà bệnh nhân quá liều thật. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta bắt buộc là phải dùng chúng ta dùng đối kháng như là bạn nói đấy, tức là chúng ta sử dụng nhũ dịch lipid, và sau đó thì chúng ta vẫn phải đảm bảo được tuần hoàn và hô hấp. Thì cái thuốc alin là cái thuốc để duy trì như vậy, thì rõ ràng phác đồ không có gì thay đổi, nhưng mà chúng ta dùng thêm thôi. Bệnh nhân nam 38 tuổi, lý do vào viện là đau bụng mạn sườn trái, tiền sử khỏe mạnh không có tiền sử dị ứng gì. Bệnh sử trước vào viện mình hôm bệnh nhân xuất hiện cơn đau bụng mạn sườn trái, đau quặn thành cơn lan xuống hạ vị và bộ phận sinh dục, ở nhà chưa điều trị gì và nhập viện. Chẩn đoán là cơn đau quặn thận do sỏi nhục quản trái. Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng sulfotaxim, ciprofloxacin, NOSPA là thuốc giãn cơ trong cái giảm đau trong cái trường hợp mà đau quặn thận. Natriclorua sau khi test sulfotaxim bệnh nhân xuất hiện dương tính với sulfotaxim. Bệnh nhân được chuyển vào khoa ngoại, nhưng bác sĩ phòng cấp cứu đã không ghi cảnh báo và thiếu sót trong quá trình bàn giao bệnh nhân, nên bệnh nhân vẫn được sulfotaxim, xuất hiện tê mô khó nói, khàn tiếng, ngứa ở tay chân. Bệnh nhân được tiêm metiprednisolone 40mg một lọ, dimedrol 10mg một ống. Sau khi tiêm, bệnh nhân vẫn không hết triệu chứng, xuất hiện khó thở tăng dần, vật vã kích thích mạch 100 lần trên phút, huyết áp 80/50. Bệnh nhân được thở oxy kín và chuyển đến khoa hồi sức. 30 phút sau, bệnh nhân trong tình trạng kích thích vật vã, toát mồ hôi, khó thở, thở rít, nghe tiếng rít thanh quản, huyết áp không đo được, mạch quay nhanh nhỏ, khó bắt. Bệnh nhân được tiêm 1/2 ống adrenaline bắp thịt 2 lần và tiêm 10 ống adrenaline truyền tiền mạch liều 0,6 microgram trên kg trên phút, thở oxy mask 5 lít phút. Sau 10 phút, bệnh nhân bớt khó thở, huyết áp tăng lên 70/40. Bệnh nhân vẫn được lưu trì liều adrenaline với liều như trên. 9 giờ sáng ngày hôm sau, bệnh nhân tỉnh, hết khó thở, huyết áp 130/80, tiến hành giảm dần liều adrenaline. Tổng liều adrenaline cuối cùng sử dụng là 12 ống, và bệnh nhân tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức và ra viện sau 3 ngày điều trị. Bàn luận thì ca này chẩn đoán muộn, mất thời gian cho bệnh sử dụng thuốc khác, làm bệnh nhân tiến triển nặng và nguy kịch, tổng liều adrenaline cao. Ca lâm sàng thứ hai, bệnh nhân nữ 12 tuổi, đau bụng nôn, tiền sử điều trị loét viêm loét thực quản vòng 2011 tại bệnh nhi trung ương, không có tiền sử dị ứng. Bệnh sử trước nhập viện một ngày, trẻ ở nhà đau bụng âm ỉ thường vị, tiết nhiều nước bọt, nôn nhiều vào buổi tối nên nhập viện. Lúc vào trẻ tỉnh, đau bụng từng cơn, tiết nhiều nước bọt, chẩn đoán là loét thực quản. Bệnh nhân được điều trị với natriclorua, glucose, sulfotaxim, gentamicin, NOSPA và omeprazole. Bệnh nhân đã truyền trị ngày thứ hai vào lúc 9:30 ngày 5 tháng 2 sau khi tiêm NOSPA 40mg 1/2 ống. Chưa dùng kháng sinh, bệnh nhân xuất hiện nổi ban đỏ tại vị trí tiêm, khó thở, đau tức ngực, không có tiếng rít thanh quản, SpO2 là 90-94%. Tại buồng tiêm, điều dưỡng đã tiêm 1/2 ống adrenaline tiêm bắp. Sau 5 phút tiêm nhắc lại 1/2 ống. Sau 5 phút, trẻ hết ban đỏ, hết khó thở, SpO2 là 98-99%. Thì ca này xử trí nhanh khi bắt đầu xuất hiện tình trạng phản vệ quá nhanh và bệnh nhân an toàn. Các lâm sàng thứ 3, bệnh nhân nữ 33 tuổi, lý do vào viện là mẩn ngứa toàn thân. Trước vào nhập viện 4 ngày, bệnh nhân có nghỉ ngứa cả chân và mua gesamvivun và ketoglycerol uống. Sau khi uống, sưng nề mi mắt, ngứa tăng nên vào viện, chẩn đoán là dị ứng thuốc chống nấm. Bệnh nhân được điều trị 2 ngày bằng metiprednisolone và dimedrol, tình trạng ban đỏ đã giảm nhiều. Vào ngày thứ 3, bệnh nhân được dùng thêm erythromycin. Trước đó thì có test dưới âm tính, nhưng mà sau khi dùng thuốc thì bệnh nhân xuất hiện khó thở, buồn bực, buồn chồn, buồn nôn nhưng không nôn. Ngay lập tức điều dưỡng tiêm 1/2 ống adrenaline bắp thịt, thở oxy kín 4 lít phút. Sau 5 phút, bệnh nhân mất hẳn các triệu chứng. Thì cái này tình trạng phản vệ nặng là ban dị ứng khó thở, nhưng bệnh nhân sau khi tiêm adrenaline tiến triển tốt, không có tác dụng phụ. Các lâm sàng thứ 4, bệnh nhân nữ 4 tháng tuổi, lý do vào viện là ho khò thè, khó thở. Trẻ ho khò khè 4-5 ngày nay, đã được khám kê đơn nhưng mà uống không đỡ, khò khè tăng nên vào viện. Lúc tình trạng lúc vào là trẻ tỉnh, thở khí phòng, khò khè, khó thở, nhịp thở 55 lần phút, phổi nhiều ras nổ hai bên,
rút lõm lồng ngực không rõ, đi ngoài phân lỏng 4 lần, chẩn đoán là viêm phế quản, phổi, suy hấp độ 2 và tiêu chảy cấp. Bệnh nhân được chỉ định dùng cefotaxime và gentamicin. Sau khi test với gentamicin dương tính, cefotaxime âm tính. Nhưng mà sau khi tiêm cefotaxime, bệnh nhân lại xuất hiện ban đỏ toàn thân. Sau 1 phút, trẻ xuất hiện đỏ mặt, quấy khóc, khó thở, nhịp thở là 98 lần phút. Rút lõm lồng ngực rõ, bệnh nhân được tiêm metiprednisolone 40mg 1/3 lọ, demedron 10mg 1/2 ống và thở oxy, nhận định là chưa phù hợp. Sau 5 phút, trẻ xuất hiện kích thích, tiêm tải toàn thân, gian lận nhờ rút lõm lồng ngực, khó thở, thở nhịp nhanh 98 lần phút. Trẻ được tiêm adrenaline 1mg 1/3 ống, khí dung Ventolin, Pulmicort, Diafilin 4.8%, truyền tĩnh mạch, sau 10 phút trẻ hồng trở lại. Sau đó thì gia đình trẻ xin chuyển đến bệnh viện Mạch Trì trên đường tiêm một lần adrenaline với liều như trên. Khi tới phòng cấp cứu bệnh viện Mạch Trì, bệnh viện đã bớt khó thở nhiều. Thì cái này bệnh nhi diễn biến nhanh, ban đầu là tiêm dimedron và metiprednisolone là chưa phù hợp mà cần phải tiêm adrenaline ngay. Ngay sau khi dùng adrenaline, trẻ tiến triển tốt.